các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 3. Cách dán cao khoai sọ lên chỗ đau vào buổi tối trước khi ngủ. Khoai môn sọ cụ nhỏ rửa sạch và gọt vỏ. 9 phần khoai sọ giã nhuyễn, trộn cho đều với 1 phần củ gừng gọt nhỏ và giã nhuyễn. Đổ hỗn hợp này vô miếng vải mùng. Bề dày hỗn hợp, độ 1 phân rưỡi, đắp lên chỗ đau, bó lại và đắp nguyên đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.